trên thị trường lúa gạo quốc tế, Việt Nam đang là ngôi sao đang lên. Bởi sau hơn 3 thập niên đã quay trở lại và nhanh chóng vào top 3 quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Đặc biệt, ngành gạo Việt luôn thắng lớn trong 2 năm qua, không chỉ liên tục xác lập kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu mà còn bán gạo được giá cao. Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm nay, chúng ta đã chi ra gần 1 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu gạo. Điều này có nghịch lý chăng? Đây cũng là nội dung được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế, góc nhìn chuyên gia hôm nay với chủ đề xuất khẩu gạo hàng đầu vẫn nhập khẩu gạo, có nghịch lý. Mời quý khán giả cùng bắt đầu theo dõi. Thưa quý khán giả, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu gạo hơn 7 triệu tấn, thu về 4,37 tỷ đô la Mỹ, nhưng cũng chi gần 1 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu gạo cho tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số cuối cùng, bởi lượng gạo nhập khẩu dự kiến sẽ còn tăng lên trong những tháng cuối năm, với dự báo kim ngạch nhập khẩu gạo đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Vậy, điều này có nghịch lý không? Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Việt Nam nhập khẩu gạo từ các quốc gia như Myanmar, Pakistan và Campuchia. Thông tin này lập tức gây nên sự chú ý của nhiều người, bởi những năm gần đây, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ trên thị trường lúa gạo quốc tế sau hơn 3 thập niên quay trở lại và nhanh chóng vào top 3 quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Đặc biệt, ngành gạo Việt thắng lớn 2 năm qua, liên tục xác lập các kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu và bán gạo được giá cao. Tại nhiều thời điểm, gạo Việt đã vươn lên cao hơn gạo Thái, có giá bán cao nhất. Vậy tại sao phải nhập khẩu gạo? Nghe thì có vẻ nghịch lý, nhưng nhìn sâu hơn sẽ thấy gạo Việt đang thắng thế. Bởi lẽ ngành hàng lúa gạo và xuất khẩu gạo nước ta đang tạo ra bước chuyển mới từ lượng sang chất, từ nền sản xuất lúa gạo sang kinh tế lúa gạo. Tức khi giá gạo xuất khẩu tăng cao cũng là động lực để bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long đã chuyển sang trồng các giống gạo ngon, thực hành nông nghiệp tốt, xây dựng thương hiệu, chú trọng phân khúc gạo chất lượng và bán được giá cao. Trong khi đó, nhu cầu thị trường vẫn đang cần các loại gạo thường giá thấp để làm nguyên liệu cho bún, phở, bánh tráng. Từ thực tế này, có thể nói thị trường gạo luôn tồn tại nhiều phân khúc tiêu dùng khác nhau, từ bình dân đến chất lượng và chất lượng nghiêm ngặt. Do vậy, việc xuất, nhập khẩu gạo cũng không còn quản lý theo quota. Theo đó, chúng ta xuất khẩu gạo nhưng cũng cần phải thực hiện cam kết mở cửa thị trường, tiếp cận lượng gạo nhập theo nhu cầu tiêu dùng và chấp nhận cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Thống kê cho thấy giá xuất khẩu gạo trung bình của Việt Nam trong 9 tháng năm nay ở mức 624 đô la Mỹ một tấn, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, theo ghi nhận từ các doanh nghiệp, giá gạo nhập khẩu về Việt Nam phổ biến trong khoảng 480 đến 500 đô la Mỹ một tấn. Với khoảng cách chênh lệch lớn giữa giá gạo xuất nhập, các doanh nghiệp sản xuất có quyền lựa chọn gạo ngoại nhập có lợi hơn. Theo chia sẻ của một doanh nhân tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, doanh nghiệp của ông đang tăng cường nhập gạo từ Campuchia vì giá rẻ hơn. Ngoài cung cấp cho thị trường bình dân, ông còn bán cho các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước. Hiện lượng gạo công ty nhập khẩu đã tăng 30% so với năm trước. Theo tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đây là lý do ngoài xuất khẩu, Việt Nam cũng nhập một lượng lớn gạo bù đắp nhu cầu các phân khúc tiêu dùng trong nước để chế biến thực phẩm, làm phụ phẩm, thức ăn chăn nuôi. Giải bài toán kinh doanh là xử lý mối quan hệ cung cầu với cân nhắc chi phí và lợi ích. Trong khi gạo trong nước có giá cao hơn, thì doanh nghiệp nhập gạo giá thấp hơn làm nguyên liệu là chuyện đương nhiên. Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc nhập khẩu gạo không ảnh hưởng đến an ninh lương thực. Việt Nam vẫn xuất khẩu gạo hàng triệu tấn mỗi năm và đều nhập gạo giá rẻ lên tới cả triệu tấn để đáp ứng đa dạng nhu cầu thị trường. Từ đó, có thể thấy, vì chúng ta bỏ ra 1 tỷ đô la Mỹ hay nhiều hơn cho việc nhập gạo tiêu dùng mà mang lại lợi ích tốt hơn, trong khi ta vẫn thắng lợi trong xuất khẩu gạo không còn là nghịch lý mà vẫn là việc nên làm. Theo tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, vấn đề mà chúng ta cần quan tâm là làm sao để ngành kinh tế lúa gạo đang được tiếp cận theo tư duy khác trước, đánh dấu một bước chuyển lịch sử. Đó là từ đơn ngành, đơn giá trị sang kết nối đa ngành, tích hợp đa giá trị để mang lại đa thu nhập, đa lợi ích, giải quyết những bất cập của ngành trồng lúa, thu nhập bấp bênh của người nông dân bằng cách cân bằng lợi ích dựa trên ba trụ cột phát triển kinh tế xã hội và môi trường. Cũng theo tiến sĩ Trần Hữu Hiệp,
đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đang rất được kỳ vọng cho một giai đoạn phát triển mới. Không gian phát triển lúa gạo trọng điểm đang được cụ thể hóa trong một không gian vật lý cụ thể. Đó là sự tích hợp với các nguồn lực vật chất từ lợi thế tự nhiên, các nguồn tài chính, khoa học công nghệ, đặc biệt là nguồn lực con người trong mối liên kết các tác nhân quan trọng trong chuỗi giá trị hàng hóa lúa gạo gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Như vậy, gia tăng giá trị từ việc sản xuất lúa gạo nhưng giảm phát thải nhà kính để có thể bán tín chỉ carbon cũng là cách tiếp cận kinh tế mới mang nhiều trách nhiệm xã hội và môi trường. Việc xuất nhập khẩu gạo bao nhiêu là đủ và có lợi nhất phải trên cơ sở bài toán của doanh nghiệp và điều tiết của thị trường, được hỗ trợ từ chính sách chứ không thể cảm nhận bằng con số và danh vị của một cường quốc xuất khẩu gạo mà không cần nhập gạo. Tuy vậy, vẫn có nhiều ý kiến lo ngại doanh nghiệp nhập gạo về để thay tên gắn mác gạo Việt Nam để xuất khẩu qua các nước hoặc trà trộn với gạo Việt Nam để sản xuất, từ đó ảnh hưởng đến thương hiệu gạo của nước ta. Song theo một số chuyên gia, điều đó chỉ trên lý thuyết, vì thực tế thương lái, doanh nghiệp, mua bán hay giới chuyên môn nhìn hạt gạo có thể phân biệt. Chẳng hạn hình dáng hạt gạo Ấn Độ, Pakistan rất nhỏ, khoảng 49-52mm, còn gạo Việt Nam hình hạt to hơn, khoảng 60-70mm. Như vậy, một khi những lo ngại trên được giải tỏa, thì vấn đề quan trọng nhất là phát triển cây lúa và thu nhập của người trồng lúa được đặt trong bức tranh tổng thể của nền nông nghiệp thông minh và nông thôn hiện đại gắn với doanh nghiệp và các ngành nghề khác để gia tăng giá trị, chứ không thể quanh quẩn trong mảnh ruộng. Theo tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chúng ta đang cần tiếp tục hướng tới sản xuất lớn hơn, ứng dụng công nghệ tốt hơn và quản lý phù hợp hơn, kết hợp chế biến sâu, đổi mới sáng tạo để tạo ra nhiều giá trị hơn từ hạt lúa bằng cách phát triển các ngành công nghiệp sau gạo, thương hiệu hóa sản phẩm để ngành hàng lúa gạo có giá trị gia tăng gấp nhiều lần, đồng thời chấp nhận cạnh tranh trong việc xuất nhập gạo khi thị trường lúa gạo toàn cầu đang là một cánh cửa mở. Theo các chuyên gia, chúng ta cần tiếp tục với cách tiếp cận mới để chiếc bánh lúa gạo lớn thêm, với cách chọn lựa con đường lúa gạo mới. Chỉ khi nào không gian giá trị lớn hơn không gian chúng ta nhìn thấy là bao nhiêu hecta lúa, bao nhiêu tấn lúa trên đồng, tức chuyển từ đơn giá giá trị của hạt lúa sang đa giá trị, thì lúc đó sẽ giải quyết hài hòa, chiếc bánh sẽ lớn hơn. Như vậy, không gian phát triển lúa gạo đang mở ra phía trước từ tư duy mới, cách tiếp cận mới, cách thức giải bài toán lúa gạo và chọn con đường lúa gạo mới cho Việt Nam. Ngành kinh tế lúa gạo đang được tiếp cận theo tư duy khác trước, đánh dấu một bước chuyển lịch sử từ đơn ngành, đơn giá trị sang kết nối đa ngành, tích hợp đa giá trị để mang lại đa thu nhập, đa lợi ích cho người dân và nền kinh tế. Và chuyện chi 1 tỷ đô la Mỹ hay nhiều hơn cho việc nhập gạo tiêu dùng mà mang lại lợi ích tốt hơn trong khi ta vẫn thắng lợi trong xuất khẩu gạo sẽ không còn là nghịch lý mà là thuận thế. Ngành lúa gạo Việt Nam đang trên đà thắng thế. Kính thưa quý khán giả, theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Philippines, Việt Nam chiếm tới 85% thị phần gạo nhập khẩu của Philippines, kể đến là Thái Lan với 10%. Trong năm 2024, tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines có thể đạt 4 triệu tấn, thậm chí lên tới 4,5 triệu tấn, cao hơn con số dự báo trước đây. Đây sẽ là cơ hội rất lớn cho hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam trong những tháng cuối năm. Và theo dự báo, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ khởi sắc vào cuối năm 2024 khi nhu cầu nhập khẩu từ khách hàng truyền thống tăng lên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.